Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, cùng với xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nay các trường đại học vẫn tiếp tục sử dụng nhiều phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đầu vào. Từ trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển tạm thời đối với các phương thức xét tuyển sớm để thí sinh biết cơ hội vào đại học của mình. So với năm trước, điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm có sự tăng khá mạnh ở một số ngành, trường. Công bố của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm năm nay tăng mạnh so với năm ngoái. Năm nay, đại học này có 3 phương thức xét tuyển sớm, gồm xét tuyển học sinh giỏi, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo thống kê, điểm chuẩn các chương trình đào tạo đều tăng mạnh so với năm 2023. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn phương thức xét tuyển học sinh giỏi khoảng 48 đến 83 trên 100 điểm. Đây là điểm quy đổi từ điểm học bạ năm học kỳ, điểm cộng chứng chỉ, giải thưởng. Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất, tăng 6 điểm so với năm ngoái. Ngành tăng mạnh nhất là ngành quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí, tăng 11 điểm. Phương thức xét học bạ có điểm chuẩn từ 49 đến 85 điểm trên 100 điểm, ngành tăng cao nhất 9 điểm. Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực từ 800 đến 995 trên 1.200 điểm, ngành tăng cao nhất là 40 điểm. Tại cơ sở Vĩnh Long, điểm trúng tuyển phương thức xét học sinh giỏi và xét học bạ lần lượt là 49 và 40, tăng từ 1 đến 8 điểm so với năm ngoái. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn khoảng 550 đến 650 trên 1.200 điểm, tăng 50 điểm. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, mặt bằng điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm cho thấy đa phần thí sinh trúng tuyển đều đáp ứng các tiêu chí, học lực giỏi, có chứng chỉ tiếng Anh hoặc giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, học sinh trường chuyên, năng khiếu. Đặc biệt, năm nay gần một nửa thí sinh trúng tuyển đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL IBT từ 73 điểm. Đây là cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao, có năng lực của đơn vị. Theo quy định, những thí sinh trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm theo công bố của các trường, ở thời điểm này chỉ là kết quả tạm thời. Thí sinh sẽ trúng tuyển chính thức khi đủ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông và đặc biệt. Nếu quyết định theo học ngành đã trúng tuyển sớm, thí sinh phải thực hiện đăng ký nguyện vọng vào ngành đó, đặt ưu tiên cao nhất trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.